muốn giờ đảng cộng sản em xấu nữa. em cũng muốn là phản biện, em chứng minh là gì, nếu đảng cộng sản mà người ta hoàn toàn là xấu và tiêu cực ấy, thì cái nhân dân đất nước này ai người ta còn có niềm tin. Mà khi mà Đúng nhân dân không còn niềm tin thì ông không bao giờ ông có thể bảo vệ được mà ông bền vững được. Tức ông khác sụp đổ, chẳng cần ai đâu ai chống. Em nói anh bây chẳng cần giờ ai chống. kêu mình cứ nói là thế nên cái chế độ cộng sản với cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa thì cái chế độ nào nó đẹp đó, dân nó tin hay như thế nào, thế ngày xưa Hôm bên nay nó bên nói đội một Phật câu, anh ạ, nó nói một câu này, nó bảo là cái gì, cái đào tạo của mình, cái giáo dục của mình ấy, là không có hộ khẩu thì không được đi học, rồi là có những người không được đi học là những người tài. Thế em bây giờ em đặt ngược lại một câu hỏi, cái hộ khẩu nó là công tác quản lý về mặt hành chính anh ạ, bởi vì đây nó là quy định của pháp luật, có nghĩa là anh cư trú ở đâu thì anh phải có cái hộ khẩu đăng ký thường trú ở đó, đây nó là cái sự quản lý nhà nước. Thế thì bây giờ anh thì cư trú một nơi lại đi học một nơi thì đương nhiên nhà nước người ta không quản lý được về mặt con người, nhân khẩu, thì anh phải chấp hành cái đó. Anh không chấp hành cái đó thì đương nhiên cái sự học của anh bị gián đoạn, mà nhà nước cũng tạo điều kiện cho anh làm cái hộ khẩu, chứ không phải nhà nước cấm anh không được làm hộ khẩu, dù rằng có thể tạm trú tạm vắng, đúng không anh? Thế bây giờ đúng nó lại rồi bảo đúng là rồi cái người không được đi học đấy là tài tài năng, rồi là những người có trí, nó cứ toàn phỏng đoán. Bây giờ anh không đi học anh lấy đâu ra tài năng, anh đâu lấy tài trí. Cái hai nữa là bây giờ cái thực trạng mình phải nói này này, cái sinh viên ấy, cái cung và cầu ấy, cái đào tạo và cái nhu cầu đáp ứng công việc ấy, thì đúng là nó chưa tương xứng, nó chưa cân bằng. Ở chỗ là anh đào tạo rất là ồ ạt nhưng mà cái sử dụng nhân lực thì lại rất là hạn chế, thành ra nó dư thừa ra cái lực lượng sinh viên ra trường không xin được việc làm anh ạ. Hoặc là một số đúng rồi những đúng sinh viên nó lại trái ngành trái nghề, tức là học một nơi nhưng mà lại đào tạo một cái chuyên ngành nhưng mà lại thích đi làm một cái việc khác. Thế xong cứ đòi hỏi là phải 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 đúng ngành đúng nghề thế nào, hoặc là đòi hỏi cái chế độ chính sách ra làm sao, thì nó xuyên tạc là mà này đào này tạo này ra nhưng mà là không xin được muốn việc. làm ở cái chỗ mà thành phố nữa, muốn làm ở Hà Nội chẳng hạn, đó thì Đúng không muốn rồi. đi mù cao mù sâu nữa, Đây đó này thì Mai Dương nói một câu rất đúng cái này, nhà nước vẫn đã tạo điều kiện cho mình cái việc quản lý hành chính là anh ở đâu thì anh đăng ký hộ khẩu thường trú ở đó, còn nếu như do công việc do điều kiện gia đình mà anh đi làm ăn xa, anh sinh con đẻ cái thì anh được đăng ký tạm trú, và đăng ký tạm trú là đủ điều kiện để xin đi học, mà cái quyền học, rồi. quyền sống, quyền chơi vui chơi là quyền của trẻ em, nhà nước rất tôn trọng cái điều đó. Chứ tại sao lại nói là không có hộ khẩu không đi đi học thì cái bọn ba que nó mới xuyên tạc, thế thì em mới muốn phản biện thì nó không cho mình nói, Không có rồi hộ nó khẩu bảo có, tại vì người ta không có giấy khai sinh, tại vì những người ở biển Hồ bạn biết không, những người ở ở Campuchia về nước, người ta không có hộ khẩu, không có giấy khai sinh, làm sao mà hiểu đúng không? em nói với anh này này, chia sẻ với anh này thôi, bọn nó chẳng qua là bọn nó cố tình nó không chịu hiểu và nó xuyên tạc. Chứ nhà nước mình Bây ấy, giờ ông cứ cãi nó thì quản sao, lý tại hành sao chính, bây giờ cái quản lý hành chính là phải có hộ khẩu, cái hộ khẩu để cho bây giờ nhà nước quản lý về dân số. tôi hỏi là Vương Hào Hùng là bây giờ mình nói nó bây giờ nói chung là nó không ấy thì bây giờ nó làm cái gì đó đó phản Thế biện nhưng bây mà anh ơi, giờ là suốt phi ngày lý chúng nó tưởng. xuyên tạc, thế mình cũng bực mình và cả cảm thấy căm phẫn cái sự xuyên tạc của nó, cái chuyện không có thật. Hai nữa là nó cố tình nó chỉ trích về những cái hạn chế chứ nó đâu có đóng góp xây dựng anh. Bây giờ em nói đơn Nó giản thì này thôi, nó mình cái không được chuyện học vào nhá. và cho nó không được vào nói thì ví dụ như là cũng một cái diễn đàn ở của bên này thì mình nói chứ nói là như vậy thôi Em em hiểu không? vâng, em đồng ý với anh. Tức là nếu như mình vô cảm hoặc mình không quan tâm ấy thì mình cũng sẵn sàng mình không thèm vào làm gì. Thế nhưng bây giờ nó vẫn cứ nói là tôi mở một cái diễn đàn mở và tranh luận một cách đa chiều, rồi hai nữa là mời cả những người trái chiều lên thì chúng tôi lên để chúng tôi phản biện với anh. Thì bây giờ anh đưa ra những cái đó nó không có căn cứ cơ sở và chúng tôi thấy thực tế nó không phải như các anh nói thì chúng tôi cũng có quyền tranh luận. Thế nhưng khi mình nói thực tế cái thì nó bắt đầu nó không đúng ý của nó là nó hất mình ra. Hai nữa là câu trước câu sau là nó chửi tục anh ạ, nó chửi rồi bắt đầu nó quy chụp mình là cộng sản rồi là bưng bô thế nọ kia, đâm ra mình cảm thấy bọn này nó nói là một chuyện nhưng mà cái hành động của nó ngược lắm. Hai nữa là vào cái diễn đàn của nó là chủ yếu là xuyên tạc với thổi phồng với bóp méo thôi, chứ nó không nói về cái thành tựu của đất nước. em Thế nói với thì anh thế em nói với bọn anh như nó này thôi, nó là bảo là ừ. anh bảo nhớ bây giờ mình mà không phản biện ấy thì nó cứ xuyên tạc vu khống bóp méo như thế bà con người Việt mình ở nước ngoài, như anh thì em không nói nhưng mà tất cả bà con mình nếu mà chỉ nghe chúng nói thôi thì thấy cái hiện tình đất nước cực kỳ đen tối và cái chủ trương đường lối lãnh đạo của đất nước cực kỳ xấu xa. Thế thì bây giờ những người ở trong nước mình lên tiếng thì